Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc máy ép chậm của hãng Hurom. Đây là chiếc máy có mã H200 và được coi là cái máy ép chậm nguyên trái cây, tức là các bạn có thể bỏ cả trái cây vào ép mà không phải cắt ra. Công suất khá lớn đấy và cái cổng ép này rất là to, bạn để hết vào đây được. Đây là cái cổng để các bạn để trái cây vào. Thì máy ép chậm sẽ giúp chúng ta lấy được nhiều chất hơn từ việc ép so với những cái máy ép nhanh. Đây là công tắc tắt bật này. Đây có công tắc đảo chiều để làm gì ạ? Các bạn bị kẹt các bạn có thể dễ dàng tháo. Còn đây là cái phần chứa bã sau khi ép xong. Công suất của máy này là 200W, được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Đây có thể gọi là cái máy có công suất khá lớn đấy. Đây là phần cửa nước ra. Đây là phần trên này thì chúng ta có thể tháo ra được để từng bộ phận ra để vệ sinh. Nhấc cả cụm ra này. Đây là phần động cơ. Coi như không liên quan đến động cơ cả. Được tháo lắp cực kỳ dễ dàng. Còn thiết kế các bạn cũng thấy khá là nhỏ gọn đấy, để ở góc của bệ bếp rất là phù hợp. Ưa thích cho các bạn nào mà thích ép chậm các loại trái cây, rau củ để lấy nước uống. Nó có thể ép được nguyên cả quả cho vào. Thì bây giờ con sẽ thử tháo ra xem nó lắp ráp dễ như thế nào. Đây các bạn có thể dùng tay không, không cần dụng cụ gì cả. Chúng ta nhấc hoàn toàn ra này. Sau đó bạn sẽ vặn để mở tách cái phần cửa nạp và phần trục ép ở dưới. Đây là trục ép của máy Hurom. Còn chúng ta sẽ có cái lưới lọc. Cái lưới này các bạn có thể thay tùy loại nhé. Tùy loại trái cây nó sẽ thay thế được. Như các phụ kiện nó đi kèm là có loại lưới khác nữa đấy. Đây các bạn thấy tháo ra lắp vào. Rất là đơn giản. Chỉ cần đúng khớp là được. Này, lắp trục ép vào. Rồi sau đó lắp ráp cái phần cửa nạp. Cái này có thể chạy liên tục trong vòng khoảng 30 phút. Là ép cũng khá nhiều nước đấy, được khoảng từ 50 đến 70 lít nước. Chất liệu thì làm từ nhựa ABS hoặc là nhựa titan, rất là an toàn. Tốc độ ép là 50 vòng trên phút. Dung tích của bình chứa nó khoảng 400 ml. Thì nếu các bạn quan tâm tới các máy ép chậm của Hurom, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.